Đây là mặt tiền huyết mạch tỉnh lộ 328. À, hướng trước mặt là đi Hòa Bình anh chị. Mà hướng sau lưng đây là đi xã Phước Tân cũng như là đi biển Hồ Tràm. Khoảng là hơn 10 cây số chút xíu ha. Đó, đi thẳng một mạch là xuống Hồ Tràm luôn. Đó. Và cái cụm khu công nghiệp của Phước Tân mình là diện tích quy mô là 50 hecta ha. Từ đây nè, đổ lên trên này là gần 800 m mặt tiền đường tỉnh lộ 328. Đó. Thì cái diện tích quy mô tới 50 hecta. Lúc trước thì Phước Tân, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc mình thì có là cách đây 1-2 năm trước là có cái dự án của BKMAX Bình Dương thì đã ký hợp đồng với lại cao su Hòa Bình này, khoảng là quy mô gần 2.000 hecta đó. Và sau đó thì cũng đã, sau thời gian quy hoạch đó thì cũng đã hủy bỏ, không làm nữa, và BKMAX đã di dời xuống Bình Thuận làm và không làm ở đây nữa. Thì bây giờ huyện Xuyên Mộc mình là đưa ra cái quyết định mới là mở cái cụm khu công nghiệp này. Đó, thì hiện tại đã có 5 nhà đầu tư đã về đầu tư cho cụm khu công nghiệp này rồi. Và cũng là đang có thông báo đưa đơn để lên, mà những nhà đầu tư nào mà muốn về đầu tư cụm khu công nghiệp này thì đưa đơn lên huyện ha. Có quyết định ở đó. Thì em Điền cũng giới thiệu với tới cô chịu chú chị một cái mảnh đất là có là 3 hecta 2 là 32.000 mét vuông đó anh chị. Đó. Cách cái cụm khu công nghiệp này không có xa đâu anh chị. Đó, có hơn 128 mét mặt tiền đường nhựa luôn. Đó, giá rất là rẻ luôn anh chị ha. Rồi bây giờ em đi sẽ mời cô chú anh chị đi vào cái bất động sản đó nha. Đó, cách đường này nè, vào khoảng là một cây số thôi. Nằm khu dân cư nha anh chị. Đó, rồi bây giờ em sẽ dẫn cô chú chị đi vào bất động sản đó nha. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay chỗ ranh giới của hai xã, xã Phước Tân và xã Hòa Bình. Đó. Thì hồi nãy em Điền cũng có nói sơ bộ về cái bất động sản của mình rồi ha. Thì bây giờ em đang đứng ngay cái vị trí của bất động sản mình luôn. Đó, mặt tiền đường nhựa nè anh chị thấy nè. Rất là rộng, đường container đi thoải mái luôn. Đó. Và hồi nãy thì em Điền đi từ cái hướng này đi vào anh chị. Thì đi từ tỉnh lộ 328 đó đi vào đây khoảng một cây số thôi. Đó, ra cái đường đất này nè, đường đi thẳng một mạch luôn là khoảng cây số thôi là ra được tỉnh lộ 328 rồi. Thì ra tỉnh lộ 328 đó mình rẽ phải á thì mình đi xuống trung tâm huyện cũng như thị trấn và đi được biển Hồ Tràm luôn ha. Thì hồi nãy em Điền cũng có nói là khoảng đâu đó là hơn 10 cây số thôi là xuống biển Hồ Tràm rồi. Và đi chút xíu thì đây đi qua đây là Phước Tân rồi nè. Mình đi khoảng là thêm một cây số nữa ra tỉnh lộ 328 ha. Đi khoảng cây số nữa là ra tới trường học này, chợ này. Đó, vân vân, nói chung là đầy đủ ở phía đó ha. Còn mà mình đi ngược lại á thì đi lên Hòa Bình anh chị, xã Hòa Bình thì mình đi cũng khoảng là hai cây số nữa thôi là tới chợ, trường học, là trung tâm cũng như là trung tâm xã Hòa Bình luôn. Và mình đi Hòa Bình đó thì mình tất nhiên mình đi được Đồng Nai ha, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và hướng đi xuống Phước Tân cũng vậy, cũng đi được luôn ha. Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Và mình đi rất là nhiều đường, nói chung là giao thông thì thuận tiện ha. Thông thường từ đây, từ vị trí đây mà cô chú chị di chuyển lên Sài Gòn thì cũng như Sài Gòn di chuyển về đây khoảng là 2 tiếng rưỡi đi cao tốc. Tỉnh lộ 328 thì anh chị biết ra huyết mạch ha. Thì chạy một mạch thì thông ra đường DT765 đó, đi Cẩm Mỹ Đồng Nai đó anh chị. Đó. Thì bây giờ em Điền cũng xin giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản này nằm thuộc của xã Hòa Bình nha anh chị. Đây là bất động sản này thuộc xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trước khi giới thiệu bất động sản này thì em sẽ nói thông tin cơ bản về bất động sản này trước ha. Bất động sản mình thì có tổng diện tích là đúng chính xác của nó là 32.555 mét vuông. Đó là 3 hecta 2. À, thì bất động sản mình đang có là hướng nam anh chị ha. À, ở hướng nam, hướng mặt ra biển anh chị.
Bông sản mình có là hơn 128 mét mặt tiền. Ranh của mình thì từ đây ha, bên này. Đây là cái đường, nói chung là đường lối đi mòn của mình chứ không phải là đường nhà nước nha. Lối đi mòn vào bất động sản của mình thì có ở phía sau có những cái nhà nhỏ, nhà vườn nhỏ, hai căn nhà nhỏ và một căn nhà tiền chế. Đó, và có những cái chuồng kiểu hồi trước là có người nuôi bò đó chị, hay là có chuồng bò, cũng có chuồng bò sau đó. Cây ăn trái cũng nằm sau đó nữa ha. Đó, ranh thì từ đây, đó, từ ngay sát mép này đổ qua là 128 mét mặt tiền đường nhựa này ha. Thì đâu đó thì anh Điền thấy giá chủ mình cũng có nói là cái đường này sau này sẽ thông ra được là tỉnh lộ 328 luôn. Đó. Là thông nối tiếp với cái đường này nha. Nối tiếp với đường này sẽ thông ra chứ không phải là mình đi cái đường bên kia nữa, thông đường này thẳng ra luôn ha. Đó. Thì cái bất động sản mình thì đi ra cái cụm khu công nghiệp đó cũng rất là gần anh chị. Nằm phía bên này nè, cách cũng khoảng có mấy trăm mét à, là ra tới cụm khu công nghiệp đó rồi. Như huyện Xuyên Mộc mình thì nói về cái phát triển du lịch thì khỏi phải bàn rồi, thì đang đạt phát triển anh chị. Đang đạt phát triển mà bây giờ phát triển du lịch rồi, còn bây giờ có thêm cụm khu công nghiệp nữa thì tạo công ăn việc làm cho người dân, và cũng như là lôi kéo dân về đây ở anh chị. Tất nhiên là ở huyện Xuyên Mộc mình thì không thể nào mà tìm công nhân hết cho đủ cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp này được. Phải lôi kéo dân về, lôi kéo người làm về để mà hoạt động những cái cụm khu công nghiệp này được ha. Hiện tại bất động sản mình thì đang trồng mì toàn bộ ha. Đó, thì đang cho người ta thuê trồng mì thôi. Và phía sau thì đất mình thì bao trọn phía sau. Có giáp suối hết toàn bộ luôn. Ở phía sau giáp suối toàn bộ. Suối đó là suối nhánh của sông Rây anh chị. Đó. Và có nguyên cái này và có nhà luôn anh chị. Có hai nhà vườn luôn, nhà nhỏ. Chạy vào hướng này thì cũng đi vào khu dân cư và cũng như là thông ra đường Phước Tân Đá Bạc anh chị. Đó, Phước Tân Đá Bạc đó mình đi Sài Gòn đó anh chị. Đi Đồng Nai rồi cũng được đó. Nói chung là thông thương ha. Đây, ranh của mình thì tới đây, tới ngay đây ha, thẳng lui á là 193 mét ha, sâu vào là 193 mét, và nó bẻ cong ra đây, nó bẻ cong ra đây và vòng xuống chút xíu nữa, thì nói chung là tính theo mà từ đây mà sâu xuống hết đất là khoảng hơn 200 mét ha. Đó, là nó bẻ hơi vòng chút xíu. Tất nhiên là bất động sản mình thì có diện tích lớn thì nói vuông vức thì cũng không vuông lắm ha, ở phía sau nó hơi ấy, nhưng mà ở phía trước là rất là vuông nha, ở phía trước rất là vuông. Phía sau thì nằm phía sau đất mình thì có những khu dân cư rồi, dân cư hơi thưa thôi, thì đi càng lui thì càng đông hả, thì dân chủ yếu là bám theo mặt tiền tỉnh lộ 328 nè anh chị. Đi tới đây là xíu là qua khu dân cư của Phước Tân là gì ha, đó, hay là được gọi là Tân Rú đó, Tân Rú 2, Tân Rú 1 và Tân Rú 2, có hai Tân Rú ha. Đó, đây là qua xíu là Phước Tân rồi. Đất mình thì thuộc tọa lạc của xã Hòa Bình. Đó. Thì em Điền cũng báo giá bất động sản mình luôn. Bất động sản mình thì gia chủ mình đang cần tiền, đang cần bán. Thì tổng cái bất động sản này thì gia chủ mình bán với giá là 500 triệu một sào. Là 500 triệu 1.000 mét vuông. Có thương lượng anh chị ha. Đó. Thì 1 hectare là 5 tỷ. Đó. Còn 3 hectare khoảng đâu đó là 16 tỷ anh chị. 16 tỷ. Đó. 16 tỷ mà sở hữu diện tích rất là lớn hả? Thì phía dưới này anh chị, em Điền có thấy phía dưới này có những cái mặt tiền đường này luôn nha. Người ta sẽ phân ra xào. Nhưng mà người ta phân ra giờ, bây giờ em Điền đang thấy người ta đang chào giá bán là 700-800 triệu một xào anh chị. Đó, mà có nhiêu đâu, có 10 mét mặt tiền à. Đó, mà cả tỷ, gần cả tỷ. Đó, phía đây 700 triệu. À, thì gia chủ mình cũng có nói là nếu mà cô chú chị mình mua lẻ thì vẫn bán luôn ha. Thí dụ mua lẻ nhưng mà phải trên 1 hectare nha, dưới 1 hectare là không bán. Đó, phải mua trên 1 hectare thì có bán lẻ luôn. 1 hectare thì tương đương là 5 tỷ đó chị. À, người ta sẽ cắt pháp lý rồi luôn. Cắt sổ riêng ra cho mình luôn. Thì hiện tại đất mình là đất
vườn Thoa Đức trồng cây lâu năm nên là mình tách rất là dễ. Tách thì khoảng đâu đó là 45 ngày là ra sổ riêng rồi. Thì gia chủ mình sẽ tách là từ bên này qua ha, vuông vức cho mình luôn. Đó. Và còn về phần cái phần mà tách bao nhiêu mét mặt tiền á thì mình sẽ thương lượng với chủ nha. Mình gặp trực tiếp chủ mình thương lượng thêm về vấn đề này. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào cái phía trong phía mà cái nhà vườn phía sau đó, có cái nhà vườn nhỏ nhỏ phía sau đó ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ chạy vào đó. Rồi đây là từ đầu đường em chạy sẽ chạy vào phía trong. Em Điền cũng xin nhắc lại là đường này là đường lối đi mòn của mình nha, không hiện hữu nha. Đây thì bên này có cái móc này, nó làm nó vạch, nó xịt sơn để nó làm đường đó chị. À, ngay đây này. Đó. Và bây giờ em đi sẽ đi vào phía trong này. Sâu vào trong thì hơn gần 200 mét anh chị, gần 200 mét phía sâu ở phía trong. Giáp suối đằng sau nữa. Suối nước chảy quanh năm anh chị. Hiện tại thì điện đài đã tới đất mình rồi. Đang sử dụng điện 220V. Còn mà muốn kéo ba pha vào thì cũng gần anh chị, khoảng cây số à. Kéo ba pha vào khoảng cây số ra tỉnh lộ 328 có điện ba pha anh chị. Đây, một nhà ha. Ở trong này có một nhà nữa và một nhà tiền chế. Đây. Nói chung là nhà cũng nhỏ nhỏ thôi, nhà làm vườn anh chị. Để mà nhà này để có chỗ nghỉ ngơi là lui tới cho làm cái vườn này, làm cái trồng nông sản này. Ở nhà nhỏ nhỏ. Và đây một cái nhà tiền chế, nhà sàn ha. Đây thì ở phía bên này thì cũng có trồng vài cây ăn trái như bưởi ha, mít và sa kê, xoài, vân vân, muôn bạc hà phía sau nữa. Cái nhà nhỏ nhỏ nữa, thêm một cái nhà này nữa là hai nhà ha. Ở phía sau đây, đây chắc là hồi trước người ta làm cái bể cá này. Ở sau này chuồng heo, chuồng bò gì đó. Thì sẽ lui phía sau đây. Thì phía sau thì Đức mình giáp toàn bộ ha, giáp suối ha. Suối nước chảy quanh năm. Đó. Thí dụ mình nói chung là bất động sản mình gần cụm khu công nghiệp, một phần đó là sẽ cụm khu công nghiệp này sẽ lôi kéo dân từ nơi khác về, và cũng như là dân ở huyện mình sẽ đến đây làm ha, và một phần là các doanh nghiệp sẽ lôi dân về đây ha, thì cái nhu cầu sử dụng bất động sản là sẽ có, nên là mình có thể là mình mua đầu tư để lâu dài hoặc là mình làm nhà vườn ở đây cũng rất là hợp lý anh chị. Đây. Đây phía sau khu vực suối nè chị. À, suối phía sau. Ở đây mà nghe tiếng suối chảy róc rách luôn. Đây, cỏ hơi nhiều. Phía sau đó là suối hết ha. Bám theo chắc hơn 200 mét. Hơn 200 mét bám suối phía sau. Thì hình thù bất động sản mình thì cũng không có vuông lắm ha. Vuông được phía đầu, còn phía sau thì nó hơi uốn éo. Phía đây ha, ranh mình thì qua đây. Bẻ vòng qua đây ha. Đó, và vòng thẳng lên đây. Rồi em cũng có nói đó là có bán lẻ đó. Nếu mà anh chị mua lẻ nhưng mà từ 1 hát trở lên nha. Có thể mình mua 1 hát đó là mình tách ra mình bán cho nhà vốn cũng được. Hoặc là mình có thể là mua mình quăng đó, mình đầu tư lâu dài. Đây. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Rồi em Điền cũng cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền. Và em Điền cũng có vài cái bất động sản giá rẻ dưới 1 tỷ và hơn 1 tỷ chút xíu. Đó, nằm với dưới phần mô tả đó. Thì cô chú anh chị thích cái nào thì click vào đó xem tham khảo thêm ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.